Mùa thu móng cái chiêu thật đấy. Và buổi chiều hôm nay, Vân Vân đưa mọi người đi chiêu cùng mình tại bãi biển Trà Cổ nha. Em gái mình có đưa ra một idea. Chị Vân, em thèm chè. Mình vừa phát hiện ra một quán chè khá là ngon nằm gần nhà thờ Trà Cổ nhá. 10 cành một cốc nha. Lâu lắm rồi không quay lại quán này để ăn bánh mì nướng sốt. Và một suất như thế này là 30k. Không biết mọi người như thế nào chứ mình thích patisserie của quán này dã man luôn. Có 5.000 một cái thôi, đối diện trường mầm non Trà Cổ nhá. Sau đó thì chị em mình có ghé qua tạp hóa Cô Miến mua mấy đồ ăn linh tinh vậy. Chị em mình thì chiêu chiêu đơn giản như vậy thôi. Chỉ cần vài đồ ăn vặt, ngồi ngay bờ biển và hóng gió, thế là quá đủ rồi. Mùa thu là mùa lãng mạn, ở nhà ngủ nướng thì sướng thật đấy. Nhưng mà buổi chiều tranh thủ thời gian ra đây thư giãn thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa cơ. Nếu có ai đó hỏi Vân có thích mùa thu của móng cái không, mình sẽ không ngập ngừng và trả lời luôn là có. Đặc biệt là thích gió biển mùa thu nơi đây, nhẹ nhàng lặng lẽ mang đi những âu lo và muộn phiền. Nhiều lúc đơn giản yêu là yêu thôi, chứ cũng không có lý do gì cả.